Sáng nay, đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ của tỉnh đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2021 tại huyện Yên Khánh. Đoàn kiểm tra đánh giá các điều kiện tiêu chuẩn về công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ của huyện đều cơ bản đáp ứng yêu cầu, trong đó tập trung công tác tham mưu ban hành các văn bản, tăng cường đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, thường xuyên rà soát các điều kiện của phổ cập giáo dục xóa mù chữ, trên cơ sở đó tham mưu cấp có thẩm quyền để từ đó có giải pháp đáp ứng việc đạt chuẩn các mức độ. Theo báo cáo, những năm qua huyện Yên Khánh đã nỗ lực đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, duy trì, nâng cao chất lượng trường đã đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm. Đến nay có 61 trên 61 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 100%. Đối chiếu với Nghị định số 20 năm 2014 và Thông tư số 07 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đoàn kiểm tra kết luận huyện Yên Khánh đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2021. Cùng ngày, đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra phổ cập giáo dục xóa mù chữ tại huyện Nho Quan. Năm 2021, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ tiếp tục được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả tốt. Đến nay, 26 trên 26 xã thị trấn tiếp tục củng cố, duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở các mức độ, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đến lớp, được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo tiêu chuẩn. Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%, trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 97,2%, tỷ lệ thanh thiếu niên 15 đến 18 tuổi, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 97%. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã đánh giá huyện Nho Quan có đủ đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ sở giáo dục, thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ, có mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non tiểu học, trung học cơ sở, các trung tâm học tập cộng đồng để thực hiện phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Đoàn kiểm tra kết luận huyện Nho Quan đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2021. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 12, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ tại các huyện, thành phố còn lại.